Bóng Hải Phòng thì lực lượng như mỏng, thì mất đi Châu Ngọc Quang hoặc là triệu được Hải Huy thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi. Với đội bộ Hải Phòng khi mà thiếu bóng những trụ cột thì những bạn trẻ phải cần phải bắt nhịp thật nhanh thì và để quá lấp lại những cái ấy, mà chắc chắn rằng tới đây khi mà cái nhịp thi đấu nó liên tục thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chấn thương của thẻ phạt. Thì cái lực lượng Hải Phòng thì có thể là chỉ là cân bằng ở cái đội hình một, nhưng cái đội hình dự bị thì nó hơi mỏng, thì bạn biết rằng là trong tay thôi thì rất nhiều cầu thủ nhưng mà các bạn ấy ít chơi được V-League, thì bạn lấy theo nhà cái kinh nghiệm, kể cả như hôm nay cái bàn thua đầu tiên đây là cái kinh nghiệm, không có một người nào như là có thể dừa được bóng đấy để mà thua người ta đá nhanh. Và có những cái Hải Huy ở trong sân thì Hải Huy cũng giống như Văn Quyết là người thúc đẩy, thì hôm nay thiếu bóng Hải Huy thì cái sốc tinh thần cho anh em thì nó thiếu bóng. Trận đấu hôm nay tôi rất nhiều cảm xúc vì thật sự rằng là rất lâu mà mình có thể là về đây gần một năm rồi mà mình lại đứng ở một cái cabin khác, thì nó là một cái rất như là cái cảm xúc của mình rất như là dâng trào.